Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, cũng xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới thật nhiều sức khỏe bình an. Một cái bài viết khá là hay ở trên trang của chị Hồng Loan quý vị. Như mọi người cũng đã biết thì tối hôm nay thì chị Hồng Loan sẽ có một cái live show tại quán cà phê của anh Quy Lê quý vị nha. Cái mini show diễn ra lúc 19 giờ nha quý vị. Để sắp xếp thời gian công việc tới ủng hộ chị Hồng Loan cũng như là nghệ sĩ Ngân Tuấn và Linh Tý Bích Trâm cũng như là anh Quy Sang quý vị. Thì mới đây nhất trên trang cá nhân của chị Hồng Loan có một cái bài đăng khá là dễ thương như thế này quý vị. Và con cảm ơn chú Ngân Tuấn đã chỉ dạy cho con từng lời ca tiếng hát để con có thể nối bước ba con để tri ân đến đại gia đình kính yêu. Chúc chú luôn giữ vững phong độ và hạnh phúc này nha, với con cháu chúng con. Một cái tấm hình rất là dễ thương quý vị. Đó, mọi người thấy rồi, rõ ràng nghệ sĩ Ngân Tuấn là một người đồng nghiệp, trước đây từng là đứa em của anh Năm, cũng đã đi hát và đi diễn với cố nghệ sĩ chúng ta rất là nhiều năm. Và bây giờ khi mà cố nghệ sĩ qua đời thì nghệ sĩ Ngân Tuấn cũng nâng đỡ và giúp đỡ con gái của anh Năm. Đó, thì chị Hồng Loan có ngày được đứng trên sân khấu để được biểu diễn, để hát gửi tặng đến bà con khán giả là cũng nhờ sự giúp đỡ của nghệ sĩ Ngân Tuấn. Ở trước đây mình thấy nghệ sĩ Ngân Tuấn mỗi khi mà gia đình chị Hồng Loan có công việc gì quan trọng như là khai trương cái shop mỹ phẩm nè, rồi ở nhà có đám giỗ hay là bất cứ một công việc gì thì nghệ sĩ Ngân Tuấn dù bằng công việc cho đến mấy thì cũng sắp xếp tham gia đó mọi người. Đó là một cái câu chuyện thật sự rất là ý nghĩa luôn quý vị. Và trên các hội nhóm thì cũng có những cái bài viết khá là hay để nói về bộ mặt thật của bên phía mẹ con cô cháu gái quý vị. Có một cái bài viết khá là hay nói về những cái âm mưu của mẹ con cô cháu gái cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện được quý vị. Những giọt nước mắt đen sau khi mụ sáo bùa ăn ngoài than khóc thảm thương trên mạng, một số người lại tỏ ra mũi lòng thương xót vai diễn sầu nữ của mụ tương đối thành công. Có người nói thôi hãy mở lòng với gia đình bà ta, nhưng chuyện tha thứ có trăm đường tha thứ, có ai đoán ra được điều gì sẽ xảy ra khi Hồng Loan đưa cô ấy tay vớt ra cứu mẹ con của con Cám. Cơn sóng dữ của cộng đồng mạng sẽ vùi dập Hồng Loan không thương tiếc, họ sẽ quay lưng tẩy chay như bao kẻ hứng chịu. Hãy nhớ rằng mụ phù thủy ấy đã bị cớ mất 8.200.000 đô, và nếu như đơn kiện thành công thì giờ Hiền Loan có còn ngủ ở tại căn nhà số 5 hay là không, hay là T30 có quá nhiều âm mưu ở chiếm nhà đã toan tính từ lâu. Nhưng nhờ những người tâm huyết chung quanh Hồng Loan và một phần cộng đồng mạng góp sức thì vòi bạch tuộc của lũ kênh trền đã bị thu vòi. Hãy nhớ rằng một thời con ve nó vên váo, nó cười nhếch mép khi gom cả đống tiền vàng dưới gầm giường, mua xe đắt tiền, vung tiền đi Pháp diễn hài. Thế những ai còn rủ lòng thương gia đình phù thủy ấy bởi những giọt nước mắt đen, hãy xem và nghĩ lại mình đi. Nên nhớ, nhân đã gieo thì quả sẽ gặt, không tránh được. Khi ra trận không được phép bao giờ xoay lưng về hướng kẻ thù. Đó, thật sự là một cái bài viết khá là hay ha. Rõ ràng là một thời gian trước thì bà ta đã lên tiếng coi như là khóc lóc và kêu cứu cộng đồng mạng quý vị. Bởi vậy người ta mới gọi là gieo nhân nào gặt quả ấy quý vị, đúng không quý vị? Cho đến thời điểm hiện tại thì nhiều người vẫn đồng tình cái câu chuyện mà Hồng Loan không nên mà ra tay cứu vớt cái bà cô xích này. Nếu thực sự mà đưa bà ta trở lại thì không biết là cái câu chuyện căn nhà số 5 sẽ như thế nào nữa quý vị. Cũng có một cái bài viết cũng khá là hay nhắc về câu chuyện của con ve con quý vị. Trong đám tang như hình ảnh con ve dõng dạc giới thiệu Hồng Loan là đứa con nuôi của cố nghệ sĩ Bu Linh. Lúc bấy giờ thì mọi ánh mắt mới đổ dồn về một người con gái nhỏ nhắn, mặc đồ tang trắng, có nét mặt hao hao giống cố nghệ sĩ đang gục bên cổ quan tài. Bao nhiêu sự chú ý vây quanh vừa được neo lên truyền thông. Nhưng không lâu sau đó, trên Hoa Viên Bình Dương, hình ảnh gây phẫn nộ điên cuồng đó là những gương mặt lớn trong băng nhóm của Kênh Kênh đã quần tụ bên nhau để đối thoại với ban quản lý Hòa Viên. Chúng hên hoan như đây là kẻ toàn quyền quyết định mọi vấn đề cho khu mộ của nghệ sĩ, trong khi đâu đó xa xa một cô gái nhỏ không được ai chú ý.
Thì cô ta lầm lũi an phận, khép nép ngồi một góc riêng, len lén nhìn về phía đám người kệt cỡm đang vung tay, vung chân, bàn bạc với ban quản lý hòa viên. Từ hình ảnh khốn nạn đó, cơn cuồng phong giận dữ của cộng đồng mạng trỗi dậy, tàn phá mọi ngóc ngách, hủy hoại mọi kế hoạch, đập tan mọi gian xảo của lũ kênh trên. Cô gái nhỏ ấy đã được vực dậy, đứng lên từ đống đổ nát, chèn ép từ bấy lâu nay. Cô ấy đã được giúp sức để ngoi lên trong cơn phẫn nộ. Sự giúp sức của cộng đồng mạng đã đưa cô ấy trở lại, dần dần khoác lên người một bộ cánh lộng lẫy để trở thành công chúa đáng nhìn, con gái ruột của ông Hoàng Hậu Quảng. Thật đáng ngưỡng mộ. Một cái bài viết khá là hay. Đây là có một cái bài viết nói về cái câu chuyện mà từ trong cái đám tang mà con ve nó lên nó dõng dạc, nó tuyên bố với truyền thông đây là chị Võ Thị Hồng Loan, tức là người mang cái họ chung với cậu Nam đó. Thì lúc đó thì nhìn thấy chị Hồng Loan khá là thương luôn quý vị, nhìn chị đó là khép nép và lúc nào cũng rất là ít nói luôn. Đó, con ve thì lúc nào nó cũng dành phần hơn. Thì lúc mà chung sống tại cái nhà số 5 thì nó có mẹ nó bảo kê nên cái gì nó cũng phần đòi phần hơn. Rõ ràng Hồng Loan thì là một đứa con gái mồ côi mẹ quý vị. Đó, nhiều phóng viên người ta hỏi là tại sao, có khi nào là Loan hỏi ba mẹ ở đâu không, thì Hồng Loan nói là không bao giờ. Tại vì lúc đó là ba đang đi diễn, mình cũng không muốn nhắc đến những cái chuyện đó ha. Và có nhiều người cũng hỏi tại sao lại Hồng Loan lại không theo cố nghệ sĩ để đi hát. Thì Hồng Loan cũng rất là thật thà chia sẻ là cũng từ nhỏ cũng có đi xem ba diễn và cũng rất là thích muốn đi hát, nhưng mà có ngỏ lời, tuy nhiên là ba khá là bận nên đôi lúc là ba quên luôn đó, rồi cứ chạy công việc suốt, cứ đi diễn ở tỉnh rồi ở show ở thành phố, đi sáng về khuya nên đôi lúc là ba quên nên thôi mình cũng không nhắc nữa. Để rồi bây giờ được nghệ sĩ Ngân Tuấn là cũng là một đứa em trong nghề của chú Năm cũng nâng đỡ để cho Hồng Loan có trên sân khấu quý vị. Bây giờ mỗi khi mà Hồng Loan có show là khá là đắt khách nha. Như cái vé của cái đêm nhạc đêm hôm nay cũng đã hết vé rồi. Quý vị có thể ghé tại quán cà phê của anh Duy Lê để ủng hộ nha. Ngoài Hồng Loan thì có Bùm Bùm, rồi nghệ sĩ Ngân Tuấn, Linh Tý, cũng như là anh Huy Sang Bolero. Đây là một cái chương trình mà để tri ân, cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ bên phía team của Hồng Loan, những người vì yêu thương mà đến quý vị. Đó là những cái thông tin vui quý vị. Và trở lại câu chuyện pháp lý nhà số 5 thì trong tháng 9 này thì bên tòa án cũng sẽ thông báo thời gian làm việc xét xử căn nhà số 5. Hy vọng là những cái tin vui sẽ đến với Hồng Loan cũng như là những người đến với công lý chân chính như các bạn. Thì khả năng sau khi mà giành chiến thắng trong công vụ căn nhà số 5 thì chị Hồng Loan cũng sẽ tiếp tục làm sáng tỏ câu chuyện tiền sao kê đám tang của nghệ sĩ, khi mà những cái kẻ như là Sạc Bình, Tiên Áo cũng đang về Việt Nam, đang có một cái âm mưu kế hoạch cấu kết với bên phía con ve để tiếp tục mà lên giành những cái hình ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh, trong khi là chị Hồng Loan cũng đã giành chiến thắng trong cái vụ bản quyền BH rồi các bạn. Ngoài ra thì cái tên Hai Bóng thì cũng đang tiếp tục nắm giữ cái số tiền BH hơn 300 triệu nhưng chưa có một cái động thái gì là trả cho chị Hồng Loan. Và chắc có lẽ là nếu mà anh ta có lòng tự trọng thì nên trả đi. Một người nghệ sĩ mang danh là nghệ sĩ lớn, đi ca hát biết bao nhiêu năm nay mà cuối cùng cũng lợi dụng trên xác chết của ba của mình để mà lấy tiền ha. Một cái câu chuyện khiến nhiều người khá là bức xúc. Ngoài ra những cái MV triệu view của Hồng Loan trên kênh của anh ta thì anh ta cũng không trả thù lao một cách xe một đồng nào đó. Trước đây thì anh ta mà cũng không muốn Hồng Loan mở kênh YouTube là vì anh ta sẽ mời Hồng Loan hát tham gia các MV và đăng trên kênh YouTube của anh ta để anh ta kiếm tiền ha. Rõ ràng nói về cái người con nuôi Phạm Phúc này khiến cho nhiều người cảm thấy cũng khá là bức xúc của quý vị. Cái bản tin sáng hôm nay của Dòng Đời TV đến đây là xin tạm dừng nha. Có những cái tin tức gì mới về chị này và chị Hồng Loan thì mình sẽ lên video ngay lập tức. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.